chào cả nhà. Hôm nay thì chúng ta sẽ tập một bài sha la 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 la. Bài này có 4 câu 4 hướng beginner dành cho những người mới bắt đầu tập nhảy ha. Thì bài này chúng ta sẽ có những bước rất là đơn giản. Chúng ta đi làm sao cho nó đẹp, cho nó chất. Đó là điểm tốt nhất. Bây giờ chúng ta sẽ vào nhé. 4 câu 4 hướng. Chúng ta sẽ có một phần là intro, phần dạo đầu và một phần tác ở giữa bài. Có nghĩa là sau lần thứ tư thì chúng ta sẽ gặp tác. Bây giờ chúng ta cùng chuẩn bị nhé. Phần intro của chúng ta sẽ có 8 câu. Chúng ta chỉ có 2 bước thôi. Một bước chúng ta sẽ thực hiện 4 câu. Bây giờ chúng ta sẽ đi bước ngang ha, là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó, đây là câu số 1. Thì chúng ta sẽ thực hiện 4 lần, 4 câu. Chúng ta có thể đi bình thường hoặc là chúng ta có thể hơi lắc vai, đưa vai, đưa vai và đưa hông nữa ha. Để 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp tục câu số 5, chúng ta sẽ thực hiện bước ngang sau. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp tục câu 6, 7, 8 giống câu số 5 nào. 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ chúng ta sẽ vô bài. Câu số 1, chúng ta sẽ lên 3 bước, tiến trước bằng chân phải 3 bước, sau đó thực hiện bước điểm. 1, 2, 3 điểm, 4, 5, 6, 7 điểm, 8 thì chúng ta thực hiện bước lùi. Chúng ta làm lại nhé. 1, 2, 3 điểm, 4, 5, 6, 7, 8 chúng ta lùi nè. 5, 6, 7, 8. Câu số 2, chúng ta sẽ thực hiện bước chéo điểm 4 lần. Để 2 điểm, 2, 3 điểm, 4, 5 điểm, 6, 7 điểm, 8. Chúng ta sẽ thực hiện lại câu số 2 nào. Chéo điểm 4 lần. 2 điểm, 2, 3 điểm, 4, 5 điểm, 6, 7 điểm, 8. Câu số 3, chúng ta sẽ thực hiện bước nhấc ghế. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta thực hiện bước chán. 5, 6, 7, 8. Bước chám không chuyển hướng ha. Chúng ta thực hiện lại câu số 3, bước nhấc ghế và bước chám nào. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 4, chúng ta thực hiện hất hông. 2 lần chúng ta ở hướng chính và 2 lần chúng ta sẽ xoay chuyển hướng 90 độ qua phải. 4, 2, 3, 4, chuyển hướng qua phải. 5, 6, 7, 8. Chúng ta thực hiện lại câu số 4. Hát hông nào. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thế là chúng ta đã hết bài rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ thực hiện 4 hướng của bài nhé. Câu số 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nhấp ghế. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta qua hướng thứ 2 ở mặt 3 giờ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nhấc ghế. 3, 2, 3, chám. 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta qua hướng thứ 3 ở mặt 6 giờ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nhấc ghế. 3, 2, 3, chám. 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4,
6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 nhấp ghế 3 2 3 4 5 6 7 8 hết 4 2 3 4 5 6 7 8. Sau khi chúng ta đi 4 hướng xong 1 2 3 4 thì về tới 12 giờ chúng ta sẽ có một bát là hai câu. Chúng ta sẽ thực hiện bước ngang thôi ha. Ngang là 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8. Sau đó là chúng ta trở về 1 1 2 3 điểm 4. Chúc bạn nhà thành công với bài Shalala, một bài là nhạc cực kỳ nổi tiếng và bước thì rất là dễ.